Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về cuộc đời nghệ sĩ Thương Tín. Hôm nay con trai của nghệ sĩ Thương Tín lần đầu tiết lộ góc khuất sau cuộc sống cơ cực của người cha ở tuổi U70. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi chi tiết. Thời gian vừa qua, những câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn của nghệ sĩ Thương Tín nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Giữa nhiều ý kiến trái chiều về cuộc đời của nam tài tử đình đám một thời, thì hôm nay con trai của nghệ sĩ Thương Tín mới đây đã có những trải lòng về câu chuyện gia đình với khán giả. Anh có những phút giây trải lòng với báo chí như sau: bất lực trước cha của mình trong thời gian qua, hoàn cảnh khó khăn. Thanh Tùng chia sẻ khi lên năm, cha mẹ ly hôn và anh chuyển về Phan Thiết sống cùng với ông bà nội. Khi 9 tuổi, anh được mẹ đón về ở cùng cho đến khi trưởng thành. Gần đây thì Thanh Tùng liên tục bị ghéo tên vào những bình luận tiêu cực trái chiều liên quan tới hoàn cảnh bi đát của ba mình. Trước những ồn ào và thắc mắc của dư luận về lý do bỏ bê cha mình, con trai nghệ sĩ Thương Tín tiết lộ đã nhiều lần mời ba về sống cùng để tiện bề chăm sóc, nhưng cha anh không đồng ý vì muốn có cuộc sống riêng tư. Con trai Thương Tín cho biết gia đình mình cũng khó khăn và buôn bán ế ẩm, phải lo cho vợ và hai con nên không có dư tài chánh để giúp đỡ ba vào lúc này. Tuy nhiên, nhiều lần Tùng muốn cha về ở chung với vợ chồng anh để lo cho cha, nhưng cha không chịu. Cha muốn có cuộc sống riêng tư. Khi cha đi khám bệnh, chính Tùng là người đưa cha đi khám chứ không phải là người khác và không có quan tâm tới cha mình. Đó là Thanh Tùng chia sẻ với báo chí. Lý do không lên tiếng bên vực cha mình giữa tâm bão như thế này thì Thanh Tùng cho biết, biết được rằng cha mình đang chịu đựng công kích của cộng đồng mạng sau khi liên tục chia sẻ về hoàn cảnh khốn khó dù đã được các mạnh thường quân hỗ trợ trước đó. Thanh Tùng cho biết dù rất buồn và thương cha nhưng cha anh cũng có những cái sai trái. Theo con trai của nghệ sĩ Thương Tín, mỗi người có một quan điểm riêng nên anh tôn trọng suy nghĩ cá nhân và khẳng định mình không bên cha một cách mù quáng. Dù vậy, Thanh Tùng vẫn mong mọi người lượng thứ cho cha của mình. Số tiền mà Mạnh Thường Quân hỗ trợ trước đây vì lòng yêu mến và mọi người thắc mắc về việc chi tiêu số tiền đó như thế nào thì cũng đúng thôi. Đó là Thanh Tùng chia sẻ ý kiến riêng của mình. Người con trai duy nhất của nghệ sĩ Thương Tín cũng không giấu nổi ngậm ngùi rằng là hiện nay cha mình đang khổ và bày tỏ mong muốn cha được sống bình yên. Phận làm con, mình chỉ mong ba vượt qua những khắc nghiệt của quãng đời còn lại bình an, mạnh khỏe và vui, hạnh phúc lắm rồi. Thanh Tùng ngậm ngùi chia sẻ, con trai của nghệ sĩ Thương Tín cũng là một ca sĩ phòng trà, nhưng sự nghiệp tiếng tăm không được như bố. Trước đó, nghệ sĩ Thương Tín cũng bày tỏ sự nuối tiếc khi không thể hỗ trợ con trai mình trong quá trình lập nghiệp. Thanh Tùng cũng cho biết, mặc dù là cuộc hành trình khôn lớn không có cha ở bên cạnh, nhưng Bùi Thanh Tùng luôn dành nhiều tình cảm và sự kính trọng dành cho đấng sinh thành. Anh luôn cảm thấy tự hào về người cha nổi tiếng và vui vẻ vì được thừa hưởng nhiều năng khiếu nghệ thuật từ ông. Sau nhiều năm đi hát, Thanh Tùng chỉ được biểu diễn ở phòng trà và thỉnh thoảng tham gia một số chương trình ở tỉnh. Một lần chia sẻ hiếm hoi trước báo giới, Thanh Tùng từng tiết lộ về cảm xúc khi bỗng dưng cậu có một em gái và phải gọi người phụ nữ nhỏ hơn mình cả chục tuổi bằng gì. Vì không phải là ca sĩ nổi tiếng có thu nhập cao nên khi chứng kiến người cha độ tuổi 70 mà phải vất vả lo toan cho gia đình, Thanh Tùng rất đau lòng nhưng không thể giúp được điều gì. Con trai Thương Tín cho biết bản thân chỉ có thể gồng gánh cho gia đình nhỏ của mình, không dư giả gì để lo giúp đỡ cho cha và cô em gái với người gì. Tài tử Thương Tín cũng từng chia sẻ về con trai trong cuộc trò chuyện với báo giới không lâu khi biết được cuộc đời mình có hai người con gồm một trai một gái.
Ông cũng vui vì người con trai đã trưởng thành nên dù trải qua tuổi thơ không có cha bên cạnh, ông dành nhiều lời khen cho con trai duy nhất của mình khi biết là cậu con trai có hiếu, luôn nghĩ đến cha dù không ở gần nhau, nhưng tình cảm hai cha con vẫn luôn yêu thương gắn bó. Tùng cũng rất thương bé Thảo. Tôi nói con nhớ rằng mình có một đứa em gái, lỡ ba có đi sớm con xem giúp được gì thì giúp cho em. Nó cũng ok, ba đàng hoàng đấy. Đó là Thương Tín chia sẻ với báo chí trước đây ha quý vị khán giả. Thanh Tùng cũng trải lòng với báo chí, dù là con nhưng hiện tại không giúp đỡ gì cho cha mình được. Ba khổ, mình cũng khổ, mình là con cái làm sao vui vẻ được. Người nào cũng mong cha mẹ được sống vui, sống khỏe về nhà. Nhưng hiện tại thì tình cảnh của ba mình anh không thể nào giúp đỡ được. Con trai của Thương Tín vốn là ca sĩ phòng trà nhưng cuộc sống khó khăn, tên tuổi chưa được khán giả biết tới. Thương Tín nhiều lần bày tỏ nói tiếc, không thể hỗ trợ được, nâng đỡ con trai mình trong sự nghiệp, ông cũng thấy hối tiếc. Mới đây, ông nhờ nhạc sĩ Tô Hiếu giúp đỡ con trai mình. Sau khi cuộc gặp gỡ với nghệ sĩ Thương Tín thì nhạc sĩ Tô Hiếu đã ghé thăm nhà của Thanh Tùng tại Củ Chi. Cũng tại cuộc gặp mặt này, con trai của Thương Tín có nhiều lần chia sẻ chân thành với người cha đang vướng phải ồn ào về tiền bạc, cả cuộc sống hiện tại của cha mình. Hoàn cảnh cực khổ của nghệ sĩ Thương Tín hiện tại được báo chí, cộng đồng liên tục nhắc tới trong những ngày qua. Xin hỏi, anh có thể giúp được gì cho cha mình không? Gia đình Tùng cũng rất khó khăn, buôn bán lẻ ế ẩm còn phải lo cho vợ con, nên không có dư tài chánh và giúp đỡ ba lúc này. Tuy nhiên, nhiều lần muốn ba về ở cùng nhưng mà ba từ chối vì muốn ở riêng tư cho gia đình thoải mái. Và khi báo chí hỏi, trong những ngày qua, cộng đồng mạng bàn tán về cha của mình rất là nhiều, trong đó không ít lời lẽ tiêu cực, ác ý. Anh có nghe, có đọc không và cảm giác như thế nào? Thanh Tùng chia sẻ, nghe buồn lắm, thương ba lắm. Người hiểu thì thông cảm, mà người ghét thì họ nói sao cũng được. Đó là lẽ thường tình ở đời và ai cũng hiểu. Mỗi người có cách suy nghĩ riêng. Tùng tôn trọng tất cả mọi người. Tại sao anh không lên tiếng để bảo vệ cha mình khi được báo giới chia sẻ? Tùng vẫn đang theo dõi, nhưng mình không thể bên ba một cách mù quáng được. Ba Tùng có những cái sai trái, số tiền Mạnh Thường Quân giúp đỡ vì lòng thương mến mà mọi việc thắc mắc về chi tiêu như thế nào cũng đúng thôi, mình không trách được. Dù thế nào đi nữa thì ba mình đang khổ, mình là con cái làm sao vui vẻ được. Ba già rồi, Tùng chỉ mong ba được sống yên ổn. Tận sâu thẳm con tim mình, Tùng mong mọi người lượng thứ cho ông. Phận làm con, mình chỉ mong ba vượt qua hết những khắc nghiệt của quãng đời còn lại. Bình an, mạnh khỏe, là mình vui, là hạnh phúc rồi. Trong lòng tôi, giờ buồn vui lẫn lộn, cảm giác của anh như thế nào khi được cha gửi gắm cho nhạc sĩ Tô Hiếu nhờ nâng đỡ dìu dắt? Thực sự Tùng rất là vui, vui không biết diễn tả như thế nào nữa. Đó là cái vui của một người sống lại với nghề mà tới chết Tùng vẫn đam mê. Tùng theo nghề 7 năm, vì không ai nâng đỡ nên cũng không đạt được thành tích gì. Cuộc sống thì bấp bênh, khó khăn chồng chất. Vì cơm áo gạo tiền, vì vợ con nên Tùng phải giả từ sân khấu tới nay cũng đã 10 năm rồi. Trong lúc ba đang khó khăn thế này mà ba còn nhớ tới con trai, còn gửi gắm cho nhạc sĩ Tô Hiếu thì mình cảm ơn ba rất nhiều. Bởi lúc ba cần mình không phụ giúp được gì cho ba, cho nên trong lòng mình cảm thấy buồn vui lẫn lộn lắm. Mấy ngày qua thì nhạc sĩ Tô Hiếu đến tận nhà Thanh Tùng và nghe thử giọng của Thanh Tùng. Nhạc sĩ Tô Hiếu giới thiệu một số ca khúc mới viết mà chưa có ca sĩ nào hát. Tùng rất thích những ca khúc đó. Nhạc sĩ viết những thể loại tình ca, dân ca, bolero, nhạc thiếu nhi, rock đến là Vina House, vân vân nhiều lắm. Tùng vừa nhận nhạc sĩ Tô Hiếu làm thầy để có thêm động lực phấn đấu. Thầy đã đồng ý nâng đỡ cho Tùng kể từ ngày 3 tháng 12 năm 2021. Đây là những tháng ngày đánh dấu cho cuộc đời Thanh Tùng trở lại với sân khấu. Thầy nói sẽ viết một số ca khúc độc quyền cho Tùng, sau đó hòa âm rồi cho Tùng hát, thu âm, quay MV, phát hành PR cho Tùng luôn. Thầy nói sẽ thay đổi toàn bộ, từ phong cách âm nhạc đến nghệ danh cho Tùng. Sự thay đổi này nhằm giúp Thanh Tùng lột xác và chứng minh tài năng của mình với khán giả. Tùng đang rất mong đợi một tương lai tươi sáng sẽ đến với mình và gia đình mình.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện với báo chí. Chúc anh may mắn. Đây là hôm nay báo chí chia sẻ rộng rãi những cái thông tin này trên cộng đồng mạng. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới bình yên vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.